sung sướng hôm nay ở nhà được đón cả con và các cháu mình về. Gà rang muối canh cua thịt xào toàn món các con và các cháu hay ăn. Tôi nhé anh qua 20 phút xong anh chuồn luôn, chàng chớ lo âu hãy chờ anh rồi ta có nhau. Anh cứ lo đi xong xuôi hết cho gia đình anh, đừng bận tâm em người con gái chẳng danh phận gì. Lâu lắm mới đưa thằng cu tít qua chơi cùng ông, công ty của con chắc gần đây bận nhiều việc lắm. Vất vả bao năm doanh nghiệp con giờ vẫn khó khăn, mọi người ăn đi con giờ phải đến công ty rồi. Vợ chồng gần đây có vui không, tiền bạc thằng Trung có đưa không? Dạ thì gần đây vẫn đưa nhưng giờ đưa không nhiều như trước. Chẳng hiểu anh ấy ra sao mà con thấy anh hơi khác thường. Mày đừng suy nghĩ linh tinh, mày hãy chỉ giữ hạnh phúc ra đi. Thưa Mr. Quang, con bé đó tên Nguyễn Huyền Trang, nhà số 33 ngõ 12 ở đường Liễu Giai. Rất thích đi bar, thích tiếp xúc các anh đại gia, nắm rõ thông tin và em đã chuẩn bị hết rồi. Anh hứa đã lâu mà anh mới thấy một cho người ta, nhớ chiếc iPhone đừng để em chờ lâu nữa nha. Sao cứ băn khoăn, anh nào đâu là người khó khăn, chỉ cần em ngoan anh nguyện thể hái sao tăng nàng. Chạy bộ làm chi thế em ơi, rảnh thì để anh rước đi chơi. Dạ rồi thì thôi chú ơi, giờ hay về đi vui cùng con cháu. Cục tiền của ai mới rơi hãy cầm lấy điêu cho đã đời. Ngày nào em thích ăn chơi thì hãy tìm anh danh thiếp kia rồi. Em ơi anh muốn nói là tuy anh già nhưng không hề dối trá. Nhà anh có 100 thùng vàng lá, anh trong két có rất nhiều đô la. Anh nói thẳng anh là người có tài, anh rất thích ăn kẹo thạch dai dai. Nếu bây giờ không ngừng ngùng ngần ngại, mời em tới bữa tiệc dai dai. Anh ơi anh à, em yêu anh cũng không hề dối trá. Nhưng sự thật là em muốn nói là view bờ biển một căn hộ villa. Sao mấy hôm nay anh gọi mãi em không chịu nghe, đã lấy iPhone sao gọi em phản po tí te. Thôi chiếc iPhone anh cứ giữ cho ai dùng đi, đừng gọi cho em, giờ em cũng lại bận nữa rồi. Hello Boku, you có phải Mr. Hải Trung? My name is Zai, muốn gặp anh bàn chuyện đất đai. You có ok, tôi mời you một ly cà phê. I am ok. Thế thì chiều 82 Hạ Đình hệ đầu. Giờ thì em ơi hãy quên đi, làm vợ của anh nhé baby. Cuộc đời em sẽ mê ly, giàu sang nhà sẽ không cần phải nghĩ. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ cần sánh đôi đi với chàng. Giàu nghèo vui lắm anh ơi, một túp lều tranh có rất nhiều vàng. Nói với tôi là cô cắm sừng tôi mấy tháng qua. Từng hứa với tôi là mình sẽ chẳng bao giờ cách xa. Tôi nói bao giờ? Tiền nó chắc hơn tôi, nhưng sao mà nó ngon dài bằng tôi đây. Giờ mới biết cô tham, làm chi thính bám theo chân đại gia. Mày thì kinh rồi, mày đâu có biết tao như thế nào. Bố vợ. Mà mày ăn nói luyên thuyên tào lao. Dạ con. Nhận ra bộ mặt em trang giá tao. Thì ra hai người lừa tôi. Toàn bộ cái đó là kế hoạch của tao. Thì ra ông. Con xin lỗi bố, con đã sai rồi. Con mong được bố cho sửa sai thôi. Đứng lên con. Một lần lầm lỡ quá ân hận rồi. Biết rồi. Con xin chịu hết hậu quả của con. Vợ con buồn lắm nếu như biết được con phản bội nó, một người thương con. Nếu con nhận thấy con đã sai rồi, giờ trở về nhé, cùng làm lại thôi. Thưa bố, hôm nay con nấu nướng cho gia đình ta.
đón bố qua đây uống rượu tây cùng say ngất ngây. Con hứa yêu thương và chăm sóc vợ con nhiều hơn. Từ ngày hôm nay là bố quyết về ở với mày. Cả nhà mình sẽ mãi bên nhau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Thằng này cứ thích dai dai, chắc lớn lên sẽ có tài. Thạch này tuyệt lắm bông ơi, vừa mát vừa thơm ngon rất tuyệt vời. Hey! Hôm nay bố quyết định ông sẽ về đây ở cùng với các con các cháu. Và bố sẽ đi bước nữa. Em ơi. Chào cả nhà. Bố. Trời ơi, chết chết thế này thì chết, sụn hết cả lưng. Từ nay bên em anh thấy cuộc đời này thật ý nghĩa. Dẫu hơi đau lưng nhưng anh chẳng bao giờ buồn. Tuổi này anh biết em yêu giờ đây còn đang sung sức. Bớt gym đi em không anh chết sớm em à. Từ ngày bên anh em thấy cuộc đời này thật hạnh phúc. Không ai đưa em đi một túi LV và đặt luôn tour hai ta đi chơi ở bên Thụy Sĩ. Tháng sau sang tên cho em luôn chiếc Bentley. Này cụ Quang ơi, cho em sang xin lại chiếc Bentley. Cho em xin phục trang em thuê cho em xin luôn em trà cay mì. Nó đòi quá. Còn tiền em đi hai hôm trong xe vệ sĩ thôi thì nể tình thân quen thôi anh cho em xin lốp luôn đi. Em xin bảo đừng sang đấy mai anh mang xe cho chú cơ mà. Cụ hiểu cho em mai xe em cho thuê chạy đã mà. Lần này đã xuống. À tiền cụ đưa cho em xin luôn 3 tháng tiền nhà nha cụ nhá. Ở lại bên anh mua cho em Mercedes 63. Anh đùa đấy, làm gì có tiền em. Thế là em ra đi rồi không thèm ngoảnh lại cho tôi u sầu. Hóa ra em thích nhà lầu chứ em không thích đồ ngầu của tôi. Ôi trời ơi, quá đau. Chuyện gì mà ông hai ba hôm nay không ăn không uống. Thấy ra ông hơi xanh xao chẳng nói câu nào. Tuổi già nên tao hay buồn vu vơ về chuyện gì vãng. Các con hãy cứ yên tâm mà lo đi làm. Hoàng tử Covid. Vì bận làm ăn nên vợ chồng con chưa quan tâm bố. Thế nên hôm nay con đưa cô thăm đây về. Hiền lành siêng năng thông minh và cô là người tử tế. Tới đây quan tâm chăm lo mọi thứ trong nhà. Này nhà cô thăm ở trên Tuyên Quang cô ở chỗ nào? Nhà em ở ngay thị trấn Na Hàng đi vào 4 cây. Hồi còn đi lính tôi đóng quân ngay cây đa Tân Trào. Gặp được cô đây tôi nhớ kỷ niệm năm xưa biết bao. Dạ mời anh Quang ra đây ăn cơm mấy món em làm. Toàn đồ quê thôi không biết anh ăn có hợp ý không. Từ ngày vợ tôi ra đi đến nay cũng mấy năm rồi. Giờ lại được ai quan tâm chăm lo chỉ mong thế thôi. Ôi giời ơi, tình yêu của anh. Cảm giác như mối tình đầu, bao nhiêu phiền muộn u sầu tan đi. Tuổi này chẳng thiết tha gì, chỉ mong ai đó cùng đi với mình. Trời ơi, yêu lại từ đầu rồi. Từ ngày cô thăm đến đây em thấy ông khác đi nhiều. Nhìn ông rất vui đi đâu cũng thấy ông xịt nước hoa. Cũng nhờ cô thăm đến đây anh thấy vui cửa vui nhà. Lại còn chăm lo quan tâm cho ông thanh niên tinh già. Từ ngày ở bên anh Quang em thấy cuộc sống yên bình. Chồng em mất đi đã bao nhiêu năm em chẳng có ai. Cảnh già cô đơn không ai quan tâm những lúc vui buồn. Muộn rồi thôi anh cho em vào trong em đi nấu cơm. Thắm ơi anh hiểu hết mà. Những lời em nói cũng là lòng anh. Cảnh già sống chết mong manh, hãy để anh đến chữa lành vết thương. Mong có người bạn chung giường để chia sẻ yêu thương hàng ngày. Duyên trời đã định thế này thì ta bất chấp miệng đời đi em. Nhưng mà anh thử nghĩ xem các con các cháu coi em thế nào.
Các con không thích thì sao, em là giúp việc thì nào dám mơ. Sao em lại nói thế nhờ, đây là hạnh phúc anh chờ bao năm. Đứa nào mà dám cản ngăn anh đá một phát là lăn ra đường. Em ơi hãy cứ yêu thương, các con các cháu phải nhường chúng ta. Em hiểu chưa? Tình cảm yêu thương của ông bọn con làm sao ngăn cấm. Chúng con hai chân hai tay chúc phúc ông bà. Niềm vui tuổi già của ông giờ đây là điều quý giá. Sớm thôi hãy cho bọn con ăn cỗ đi mà. Cuộc đời cô đơn mỏi mệt tất cả, em đã bước ra ôm anh nói là có em đây mà không sao đâu. Em làm vợ anh nhé, từ ngày hôm nay mình cùng xây đắp hạnh phúc lâu dài. Giờ em đồng ý đi và đừng lo lắng chi này em. Em đeo lên tay nhé chiếc nhẫn cuộc đời, và giờ cùng anh ta hãy đi tới nơi tình yêu của ta lên ngôi. Đây bữa tiệc của đôi ta, mời em thạch kèm dài dài, cảm xúc thêm ngọt ngào giống như kem thạch, thật nhiều hương vị say suốt đời cạnh nhau, thương hết lòng thật đậm sâu. Và sáng mai gia đình ta kết thông gia, đưa em về nhà, thương em mãi đến khi già. Alo, Thắm à? Em đây. Ừ, em đã sẵn sàng chưa? Anh tới với em đây. Anh nói chuyện với người này nhé. Alo, chắc là ông vẫn nhận ra giọng của tôi chứ. Để nói cho ông biết, người mà ông chuẩn bị cưới làm vợ ấy là mẹ của tôi đấy. Thế ra hai mẹ con cô lừa tôi à? Chính ông cũng lừa tôi còn gì nữa. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. À mà này, lấy tiền đi cho gái thì có đòi lại được không? Ôi bố, bố, bố làm sao đấy ạ? Mẹ con cái Thắm cái Trang lừa hết tiền và tài sản của bố rồi, thêm cả hai cuốn sổ đỏ nữa. Hay không chịu nào chịu được. Con Trang ngày xưa đấy. Đúng rồi, chị Ba đấy. Ôi trời ơi. Không được. Hai bố con mình phải đòi bằng được tài sản lại. Đi. Tìm mẹ con nó mấy tháng nay rồi mà có tung tích gì đâu. Con mệt lắm rồi. Hay là mình thôi đi bố. Thôi là thôi thế nào? Bố mày lại đẩy bà mày xuống ao cho ông mày nhảy xuống vớt cụ mày lên chết đuối cả họ nhà mày bây giờ chứ nị. Kiểu bố. Mà cũng tại mày nhá. Tao mất bao nhiêu tài sản là vì mày rước con cáo nó về nhà này đấy. Bố cũng dính vào đấy một tí làm gì. Con rể mới chẳng con giết. Đúng là đồ ăn hại.
ngày hôm qua lừa ông Quang hay quá. Thế ngày hôm nay sắp hàng hiệu trên tay, mau tính vụ sau, quyết tâm ta đổi đời. Mày nghĩ tại sao mẹ nóng gỗ la, nhìn người to mà ngóm ra đen cô. Ui dồi không được, lại ra bên mi đây rồi. Quyết lửa thôi con, răng bẫy thằng này. Hello madam, rất vui gặp bà. Hôm nay trông bà rất là beautiful. Bonjour. Còn tao người Mỹ gốc Việt tên Trắng Lý Phương, trước quê Hải Dương à, ok. Nhà tôi thì không có chi ngoài tiền, trước hết xin tặng quý bà hai con gió lách. Cho tao đồ đeo vào tay, em trang chiếc Rolex này. Kìa phải xưng anh, sao lại tao với mày. Ôi xoay, hai chiếc Rolex hàng tàu mà mẹ con nó cắn câu mình rồi. Bố hóa trang quá tuyệt vời. Còn mày lơ lớ như người bên Tây, kế hoạch bố tính thế này, dù mẹ con nó sang chơi Hoa Kỳ, bước đầu mình cứ tạm chi, sau rồi lấy lại kiểu gì cũng hơn. Ôi giời ơi, cá đớp mồi rồi. Nhà anh bên Mỹ đây sao? Ui nhiều siêu xe, hồ bơi to quá. Ái chà chà. Nhà tôi bé xíu thôi mà, chúng mình thông gia, tôi sẽ tặng bà. Thank you. Biệt thự thằng con chốt xong khá rồi, sao đến bây giờ có người tránh mua? Giờ thêm triệu đô như vậy hơi gấp em ơi, anh gọi lại sau. 15 triệu đô để mua biệt thự, thống nhất xong rồi bây giờ quay ra không bán. Dù nó đòi thêm triệu đô nó mới bán cho nhà mình. Còn tiền của tôi nằm hết trong công trình. Từ từ tôi bảo, 15 triệu đô anh bỏ ra mua nhà, thôi cố gắng đi mà xem chỗ nào vay thêm. Nhìn okay, con từ. Của tôi nó nết na ngoan hiền, xứng với ngôi nhà 16 triệu đô anh à. Em ơi, anh cần gom gấp 1 triệu đô, lãi lờ không quan trọng. Nếu em gom được, anh tặng riêng em một chiếc xe Mercedes. Ok. Ok. Anh ơi, đằng nào mình cũng là người một nhà, 1 triệu đô đó để em lo. Nhưng mà sáng mai anh đưa mẹ con em đi nhận con mẹ luôn. Ok. Ôi mình gì gụt chọp. Mai nhận xe mẹ luôn. Nhận xe của Phương, em muốn đi lên phường, so sắc cầu thề cái thành phố thề. Em đôi quá, nào ta cùng ly, sống cùng ăn chiếc dài dài, rất chỉ là ngon này. Kèo thách tuyệt ghê, biết bao hương vị, khi cưới nhật định nhớ phải mang theo sang Mỹ. Ok. Cho dân cờ hóa họ ăn, để họ thấy quê hương mình. Kèo thách dài dài, ngon ngất ngây ân tình. Món quà giờ về em bán cái nhà hàng khay. Anh chỉ mượn tạm vài ngày, mua xong nhà Mỹ mình bay về liền. Bên đấy không thiếu gì tiền, chỉ thiếu người vợ thảo hiền của anh. Mình sống cuộc sống an lành, bên khối tài sản nhà anh đủ rồi. À, con thấy không? Đúng những gì mà bố đã dự đoán. Bố ơi, thế là bố con mình lừa được nó bao tiền hả bố? À, bố bị mẹ con nó lừa mất 12 tỷ. Hôm qua bố mua cho mẹ con nó một chiếc Mercedes mất 2 tỷ nữa, tổng cộng là 14 tỷ. Mà bố con mình lừa nó được 1 triệu đô. 1 triệu đô nó bằng 23 tỷ. Thế có nghĩa là bố con mình vẫn lồi ra 9 tỷ. Chỉ ngày mai thôi, chỉ ngày mai thôi, bố sẽ lấy lại được cả tiền và cả danh dự. Ôi mai ơi. Alo, em ở đâu rồi? Tại sao để anh chờ lâu vậy? Em cầm tiền mặt ra đi, anh đã mang túi đựng tiền đến rồi.
để anh cọc tiền biệt thự tặng hai con. Này thôi, bố con anh không phải diễn nữa. Bố con anh ý, hóa trang cái gì cũng được. Nhưng mà cái mũi to bằng cái nắm đấm cửa ấy, có bảo hóa trang vào mắt. Nhưng mà làm sao anh cứ thích chơi cái trò mèo vờn chuột mãi thế nhở? Thế cô làm sao hả? Núi cao thì sẽ có núi cao hơn. Nhưng mà dù sao thì mẹ con tôi cũng chân thành cảm ơn anh vì đã tặng cho mẹ con tôi con mẹ. Bố làm sao đấy bố? Ôi tình hình nào rồi bố? Bố con mình lại bị mẹ con nó lừa rồi. Mẹ con nó lại lừa của bố con mình ra. Ôi tự dưng con thấy sợ quá. Mẹ con nhà nó không phải dạng vừa đâu. Hay là thôi, con người con của bố con mình bỏ cuộc đi bố ơi. Không, cầm ngay. Mày đừng để tao điên. Ông lại điên lên nữa, ông đẩy bà mày xuống ao cho ông mày nhảy xuống vớt cụ mày lên chết đuối cả họ nhà mày bây giờ. Chừng nào tao còn thở thì tao với mày phải tìm bằng được mẹ con nó. Con rể, dạ. Đi theo bố. Đi. Tất cả số tiền này là tiền lừa các anh. Cầm đi anh, đừng gọi công an anh nhé. Hứa mai sau sẽ là người sống tôi cho xã hội. Chẳng lừa đâu ai không sống thảo mai. Bố con tôi cùng cạn lời, bấy lâu nay chịu nhục rồi. Lừa đảo đi rồi thu một công con nhé. Bố con ta lấy lại tiền, chút đi bao nhiêu ưu phiền. Những gì của ta sẽ mãi là của ta. Thì ra đó chỉ là mơ, mẹ con nó có trả tờ nào đâu. Ước gì có phép nhiệm màu trở về cuộc sống sang giàu khi xưa. Mong trời đừng đổ cơn mưa, tối nay có chút cơm cửa để ăn. Cuộc sống vất vả khó khăn, con xin hãy chúc tôi ăn bát mì. Bố cháu ôm con cháu thì một tuần chưa có canxi vào người. Không cho mà cứ đứng cười, cô ơi có phải con người hay không? Hoa mắt chóng mặt tăng sông, không cho thì để ông xin bên này. Cuộc sống đau khổ đọa đầy, con xin ít nước mì cay được rồi. Mẹ con đã đi biệt tịch, đừng khóc nhé mẹ sẽ về thôi. Ăn không thiêu mất giờ, cùng tại bố nên bây giờ con phải sống cuộc sống lang thang. Giờ đã có 2 triệu đô, hai mẹ con ta phải thay đổi. Nhiều năm qua ta chuyên đi lừa, nay sẽ đi buồn không hành nghề đây nữa. Tao chưa biết bây giờ làm nghề gì lãi cao. Một thằng nằm mà con nhiều khi ăn tắp. Mới bỏ đêm với một thằng, nó đi buôn những thứ này. Mình vào đầu tư lại lắm mẹ ơi. Muốn đi buôn cành nghề này, con mẹ con ta phải dạy. Đồ cô nên phải kiếm chuyên gia tư vấn. Nhớ ra con biết người này đã bao năm dành tiếng rồi. Thầm định đồ cho toàn giới thượng liên. Tướng này có từ thời Lê, đức vua thắng chắn mang về quê hương. Nó có năng lượng phi thường, bao nhà sưu tập bốn phương săn lùng. May mắn gặp David Tùng, một nhà sưu tập lẫy lừng năm châu. Hâm mộ ngày đã từ lâu, không ngờ có thể gặp nhau thế này. 3 triệu cho bức tướng này, đi xuyên gắm gỡ dám ngay một phần. 2 triệu đâu khói vân vân, mà cứ suy nghĩ nếu cần gói tôi à. Tôi mê bức tượng lắm rồi, nhưng cần chuẩn bị để gom đủ tiền. Hy vọng ngài sẽ ưu tiên, nhận tặng 100 triệu làm tiền phạt nha. Bố vừa xin của một cô trông cực xinh, 2 gói mẹ siêu kẹo khi xưa con ăn hàng ngày, bao vi trái cây ôi ngọt ngào mê say. Sao bê bếp thế này trông thật là đáng thương, là người quen của mẹ con ta khi trước. Lấy chắc đâu cho mẹ nào thấy ông tôi cũng nghẹn ngào, hoàn cảnh của ông đi đắt vậy sao. Cút đi ngay con mụ này, nếu không tao cho ăn dày. Mày đừng khinh, tiền đây bọn tao không thiếu. Thích lang thang cho khỏe người, thích lông bông cho sướng đời. Tưởng lừa tao là chết được tao. Bố ơi, đã 3 ngày không được một bát cơm. Hạ mình đi, gọi lại nhận ngay không phí. Chớ đi ngay con mụ này, bố con tôi không thích tiền. Vậy ly
si cho đứa cháu của tôi. Tôi 20 năm kinh nghiệm, chắc chắn đây là đồ thật. Chuẩn thôi Lê, mẹ con bà yên tâm nhé. Biết đâu sau giao dịch này sẽ có thêm nhiều thương vụ, mình cùng làm ăn hợp tác thật sâu. Cheers. Cheers. Hân hạnh được biết ngài và chào đón ngài đến đây. Cảm ơn. Mời ngài ngồi. Theo yêu cầu của ngài, tôi đã rất khó khăn để tìm kiếm bức tượng này. Mời ngài chiêm ngưỡng. That's something. Quả thật, danh bất hư truyền. Bà được báo giá 3 triệu đô phải không? Đó là trước đây thôi. Chưa, vừa có người trả tôi 6 triệu. Ngài là người tới trước nên tôi ưu tiên ngài đó. Bà đúng là nhà kinh doanh tuyệt vời. Ngài quá khen. Về món đồ này, 6 triệu đô, tôi cũng thấy xứng đáng. Nhưng tôi có thể kiểm tra chứ? Xin mời ông. Wow! Amazing! Good job! Tôi xin bảo bà, về món đồ này, tôi xin trả 10 triệu. 10 triệu? À, 10 triệu đô, thưa ngài. 10 triệu, Việt Nam đồng. Ý đồ của bà, nó giả. What is this? Ngài có nhầm lẫn gì không? Cậu ta có đáng tin không? Maybe. Tôi khẳng định nhé. Nếu bức tượng này thật, tôi sẽ trả bà 10 triệu đô bằng danh dự của tôi. Xin ngài chờ cho một lát. Không gọi được cho David Tùng. Ồ, bà quen ông David Tùng? À, món đồ này là tôi mua từ David Tùng. Small world. Nhưng mà chắc chắn bà bị lừa rồi. David Tùng là bà thân của tôi. Bà đang sang lùm bức tường như thế này giống tôi. Nhưng ông David chưa bao giờ sang Việt Nam. Bà mất nhiều thời gian của tôi đấy. This is a joke. Let's go. Okay. Ơ kìa. Ôi con ơi. Mẹ, bình tĩnh đã. Chiều đó. Ai? Ai? Ai có thể lừa được mẹ con ta? Quả mặt nạ trên đạt từ nước ngoài này, công nhận giống thật đấy.
nhưng mà hơi nóng chị ạ. Nhưng mà quả máy giả giọng này em mới thấy là chị cao tay. Đây là phần của cậu. Em gì? Chị ơi, sắp tới có khi em bỏ nghề thuê xe, chị cho em đi theo chị nhá, làm mấy phi vụ nữa. Em thấy làm cái này giàu nhanh đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm giàu bằng cách lừa đảo. Tôi chỉ lấy lại những thứ mà đã thuộc về gia đình tôi thôi. Tất cả mọi việc khép lại ở đây. Lang thang những bàn chân bước, đôi rách bơ vơ không nhà. Chiếc bánh mì người ta mới cho, tao rất buồn vì mày ăn hết luôn không phần tao. Bố kìa bố, ai như vợ của con, ôi con có nhầm không? Vì tao chưa ăn, giờ hoa hết mắt rồi nên tao không nhận ra ai. Con đã trở về với bố, thương lắm khóc yêu của mẹ. Con đã để mọi người ngóng trông, nhưng cũng vì vì có lý do riêng của con. Giờ hãy lên xe về nhà thôi, xa tình ơi. Là sao con ơi, ở đây bố quen rồi, chúng ta còn nhà đâu. Bố yên tâm, vừa rồi con đã xuống níu làm ba thân cha ta tiền. Tại sao con biết là ba thân lừa tiền ta? Chăm sóc cho gia đình và sẽ yêu thương để bù đắp lỗi lầm xưa. Chẳng ham hồ mấy cô chân dài tào lao, mãi bên nhau không rời xa, cùng sẻ chia niềm hạnh phúc của gia đình. Và hãy yêu thương bàn tay ngọt ngào mãi giống như viên kẹo mè xiu. Mẹ ơi, con khổ quá, con không chịu được cảnh này đâu. Mẹ cũng không thể tưởng tượng được có lúc mình lại rơi vào cái cảnh như thế này. Nhưng mà con ơi, các cụ bảo là cái khó ló cái khôn. Mày đã thấy đứa ăn mày nào mà xinh như thế này chưa? Mẹ đã có cách. Kẹo gì mà ăn ngon ghê, kẹo gì mà ăn vui ghê. Ăn một lần thôi ai cũng sẽ nhớ tên. Kẹo mè xiu, kẹo mè xiu, ngon mè xiu.